Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 5 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây châu rừng bóc trụ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những cây châu rừng bóc trụ, hàng lá xếp mít rất là xinh, lá xếp bản lá dày rất là xinh luôn. Mỗi 1 kg sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 5 cây trên 1 kg ạ. Em bán với giá là 620.000 cho 1 kg hàng này cho chú anh chị nhé. Bản là rất là dày và đẹp. Rồi tiếp theo bên này đây là cái lô hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng. Dòng lan mà hoa cực kỳ là sai, dễ thần, dễ chăm. Và mùa này thì nó đang lên mầm như vậy cho chú anh chị nhé. Và hàng này thì thân mầm nó cũng khá là dài, nên vận chuyển đóng gói trên rừng về cũng sẽ có những cái thân mầm là nó sẽ bị gãy cho chú anh chị này. Và vận chuyển đi xa cũng có thể có những cái lá này nó bị vàng cho chú anh chị. Và cái dòng hạc vĩ này thì em xin phép được bán với giá là 250.000 cho 1 kg hạc vĩ Bắc cô chú anh chị nhé. Một dòng lan dễ thuần, dễ chăm, cực dễ chăm luôn ạ. Rồi tiếp theo bên này đây là em có dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cái dòng lan này thì thời điểm hiện tại là nó đang mùa nụ cô chú anh chị nhé, đang sưng những cái mắt nụ rất là lớn rồi. Và đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò kiều tím để chơi hoa thật trọn vẹn luôn cô chú anh chị này. Đó, nhìn những cái mắt nụ sưng rất là lớn như vậy rồi, nó chuẩn bị trồi hẳn ra rồi ạ. Một cái thời gian rất là ngắn nữa là mình sẽ được chơi hoa rất là trọn vẹn cho dòng kiều tím miền Trung này luôn. Em xin phép được bán với giá là 330.000 cho 1 kg kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Và bên này đây là huyết nhung vàng, một cái dòng lan được liệt vào top một trong những cây lan hiếm và quý. Phân bố rất là hẹp và khá là hiếm, chỉ có chủ yếu ở vùng miền Cao Bằng bên em là có thôi cô chú anh chị này. Hàng thì em cũng đã chọn lựa cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg huyết nhung vàng. Và bên này đây là phi điệp vàng cô chú anh chị này, lô hàng phải nói cực mướt luôn. Đó, cắt tỉa rất là kỹ, chọn lựa những cái bỏ những cái thân già, chỉ để lại vài thân già để có thể hỗ trợ nuôi dưỡng những cái thân xanh này thôi. Hàng rất là đẹp như vậy, bán với giá là 140.000 cho 1 kg phi điệp vàng xanh mướt tầm mắt như vậy luôn. Và bên này đây là kiều vàng. Kiều vàng cô chú anh chị nhé, hàng kiều vàng này thì em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Và dòng kiều vàng này cũng là cái mùa hiện tại đang bắt đầu lên những cái mầm mới, nó vừa qua mùa hoa xong ạ. Kiều vàng thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng sơn thủy tiên hàng Bắc ạ. Cây xanh mướt lá luôn như vậy cô chú anh chị này, cái rễ rất là vừa tầm ghép đẹp. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg sơn thủy tiên hàng Bắc ạ. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng đùi gà dẹt cũng đang bắt đầu lên mầm này cô chú anh chị này, đang bắt đầu lên những chùm mầm chồi mới, hứa hẹn là Tết đến này mình có thể có những giò gà dẹt thật là đẹp để chơi nhá. Giá em bán là 180.000 cho 1 kg gà dẹt. Và bên này là dòng lan nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng, dòng lan có hoa trắng muốt luôn và cái họng điểm một xíu hồng. Nói chung là dòng hàng hoa rất là thanh tao và đẹp cô chú anh chị ạ. Em bán dòng lan này với giá, đây cô chú anh chị nhìn này, hoa thì rất là sai luôn ạ, mà bông khá là to, cánh trắng nuột nà luôn, với giá 130.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Tiếp theo bên này đây là hoàng thảo chuỗi ngọc Bắc. Hoàng thảo chuỗi ngọc Bắc thì thời điểm hiện tại bây giờ nó cũng đang lên mầm rồi. Và hoa của chuỗi ngọc thì phải nói là nó rất là bền và màu sắc cực kỳ là rực rỡ đẹp cô chú anh chị nhé. Với giá em bán dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này với giá là 180.000 cho 1 kg ạ. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng lan môi dâu lược. Môi dâu lược có hoa màu trắng và cái hoa của nó màu trắng nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì vẫn còn có lác đác một số nụ, hoa trắng nuột nà cũng trắng và mùi hương thơm dịu rất là thích. Cái dòng lan môi dâu lược này em bán với giá 60.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp theo bên này đây thì em có cái dòng hoàng thảo đơn cam ạ.
hoàng thảo đơn cam cô chú anh chị này. Nếu như cô chú anh chị muốn sưu tầm những cái dòng đơn cam để mình chơi thì cái mùa này cô chú anh chị có thể lấy. Tại vì thực ra thì cái đơn cam ở những cái mùa khác thì rất là khó kiếm. Những cây đơn cam này khi mà vào thu một cái là bắt đầu nó rụng hết lá đi, nên là rất là khó kiếm dòng hoàng thảo đơn cam này. Đây cô chú anh chị này, màu cam lửa và cái lưỡi hình dáng vi mạch rất là tuyệt vời. Đây là một trong những dòng lan mà được những người chơi lan rất là ưa thích, yêu thích ạ. Hoa bền và bông hoa cây nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng đều cho hoa nhé cô chú anh chị nhé. Cũng có nhiều cô chú anh chị những năm trước có lấy và năm nay cũng cho hoa rất là đẹp luôn. Hoa thảo đơn cam này em bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Và dòng đơn cam này thì em xin phép được bán từ 0,2 kg trở lên cô chú anh chị nhé. Với 0,2 kg cô chú anh chị mình có thể sở hữu rất là nhiều cây giống đơn cam, rất là nhiều cây đơn cam để có thể mình về trồng chăm này. Em có thể cân cho cô chú anh chị một bó này cô chú anh chị xem nhé. Đây ạ, một cái bó đơn cam này này rơi vào có 200g mà em cởi ra cho cô chú anh chị nhìn là được quá nhiều luôn nhé, được quá là nhiều cây giống luôn. Đây ạ, thoải mái cho cô chú anh chị mình trồng. Đây, được nhiều lắm cô chú anh chị ạ. Cởi ra được cực kỳ nhiều luôn. Và tính là 650.000 cho 1 kg, nhưng cô chú anh chị chỉ sưu tầm hơn 100.000 thôi là mình đã có rất là nhiều cây đẹp để mà mình chơi rồi cô chú anh chị nhé. Và em cũng xin được nói thêm đó là cái đơn cam mùa này nó là mùa hoa và cũng đang bắt đầu là cái mùa mầm của nó phát triển. Thì khi mà đóng gói đi đến tay cô chú anh chị thì những cái mầm này có thể bị hỏng mất nhé cô chú anh chị nhé. Thì mình sẽ đợi giúp em những cái mầm non mới ạ. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng lan đùi gà tròn này, cũng đang lên mầm cô chú anh chị này. Nói chung là rụng lá thì mất thẩm mỹ một chút xíu nên là em sẽ bán thanh lý luôn với giá 160.000 cho 1 kg dòng gà tròn cô chú anh chị nhá. Mùa này cô chú anh chị phải ghép là lên mầm ầm ầm luôn đây này cô chú anh chị này. Đó. Đây ạ. 160.000 cho 1 kg thôi. Rồi tiếp theo bên này em có một cái combo gồm có những cái cây đây, những cái cây gì đây nhỉ? Hồ điệp. Bông hoa vằn rất độc đáo như thế này, dòng lan khá là hiếm, có khá là nhiều cây như vậy này. Và một phần vài nhánh đùi gà này, một lô ý ngọc như vậy này. Và toàn bộ cái combo này em bán 110.000 cho combo này. Rồi tiếp theo em có hai phần kim điệp xuân, nhạ, mỗi một phần rất là nhiều luôn như thế này. Và một phần như vậy em xin phép được bán với giá là 80.000 cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo ở bên này thì em có một cái lô đuôi chồn, dáng hưng đuôi chồn này, hàng này bị gãy ngọn đấy cô chú anh chị nhé. Gãy ngọn dập lá, nói chung là có những cây còn ngọn nha cũng dập lá. Lô này em bán 50.000 thanh lý ạ. Tiếp theo sang bên này là em có một cái lô hoàng thảo tam bảo sắc. Cái lô hoàng thảo tam bảo sắc này thôi em chia làm hai phần nhá. Mỗi một phần như vậy thì em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một phần hoàng thảo tam bảo sắc đấy ạ. Và em có một ít vanda. Vanda này thì em sẽ bán với giá là 100.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Vanda thì có cả cây vanda hương chanh này và có cả vanda nâu, 100.000 cho 1 kg. Và một bó như vậy này chỉ rơi vào một nửa kg thôi, thoải mái cô chú anh chị mình được một giò đẹp luôn. Đó. Cô chú anh chị nào lấy toàn bộ hết cái lô này em để giá là 120.000 cho cái lô vanda này. Rồi ạ. Còn tiếp theo bên này là hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Hàng thì đang mầm nhưng mà nói chung là cũng không có được đẹp lắm. Nên là cái chỗ u lồi này em sẽ bán thanh lý luôn ạ. Với giá bình thường hơn 200.000 một kg thì ở đây em chỉ bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi. Và đây là một cái combo gồm có hai dề rất là đẹp, hài Helen đấy ạ, hai dề quá là đẹp luôn. Thêm một ít hài Trần Liên này nữa. Cái combo này em bán với giá là 140.000 cô chú anh chị nhá. Và chuẩn bị đến mùa hoa của hài Trần Liên rồi đấy ạ. Và bên này là cái dòng lan hài mốc hồng này cô chú anh chị này. Những cây hài mốc hồng như vậy thôi nhưng mà khi mà ra hoa thì thực sự là những cái tuyệt phẩm luôn cô chú anh chị ạ. Hoa cực to và rất là đẹp luôn. Hài mốc hồng với giá 150.000 cho 1 kg em bán từ 0,3 kg trở lên. Và một cái dề hương vani, một nguyên một dề hương vani rất là đẹp luôn ạ. Có hiện tại còn có những cái cây nó đang nụ chi chít như thế này này cô chú anh chị này. Dề hương vani này em xin phép được bán với giá là 100.000 cho dề này. Rồi ạ, tiếp theo bên này là những cái cây châu Thái rất là xinh cô chú anh chị này. Những cái cây châu Thái hàng bảng gỗ nhá cô chú anh chị. Ở những cái cây này thì có ít nhất là 3 cặp 4 cặp lá trở lên rồi. Năm ngoái có những cây đã cho hai cái vòi hoa như thế này cô chú anh chị này. Đó, hàng này về cô chú anh chị để chơi hoa Tết là tuyệt vời luôn ạ. Giá chỉ 200.000 cho một bảng châu Thái như vậy thôi cô chú anh chị nhé. Chắc chắn là năm nay lên cô chú anh chị sẽ có những cái giò lan châu Thái rất là xinh để ngắm hoa khi cô chú anh chị sở hữu những chậu châu Thái đẹp như thế này. Hàng cây lá xếp
rất là xinh luôn. Và hàng không lỗi lá cô chú anh chị nhé. Chỉ 200.000 cho một cây châu Thái thôi. Và dòng châu Thái thì nó sẽ sổ ra rất là nhiều màu sắc hoa đẹp ạ. Và tiếp theo bên này đây thì em vẫn còn có những cái bảng phi điệp tím, hàng lưỡi bệt cô chú anh chị nhé. Hoa tím đậm và lưỡi bệt rất là tuyệt vời. Đó, những cây phi điệp tím này thì em xin phép bán mỗi bảng như vậy với giá là 190.000 cho một bảng. Và mỗi một bảng ít nhất là từ 3 thân mầm trở lên. Hàng này sẽ chuẩn lưỡi bệt, hoa lưỡi bệt cô chú anh chị nhé. Là hàng tem chuẩn hoa lưỡi bệt ạ. Và tiếp theo bên này là những cái giò đen đô xuân này cô chú anh chị này. Cái giò đen đô xuân hàng thuần trong nước ạ. Và mỗi một chậu đen đô xuân như vậy thì ít nhất là 3 thân mầm trở lên. Đó, hứa hẹn mùa hoa Tết hoa xuân rực rỡ luôn. Và những chậu đen đô xuân như thế này em xin phép được bán với giá chỉ 200.000 thôi cô chú anh chị nhé. 200.000 ạ. Và cái hàng này cô chú anh chị, so với cái hàng mà mình nhập ngoại ở bên nước ngoài về, người ta thường là trồng trong nhà kính, thì những cây này nó khỏe khoắn và đẹp hơn rất là nhiều. Đó, với mỗi một giò như vậy đang có ít nhất là 3 thân trưởng thành trở lên và cũng đang lên rất là nhiều mầm con cô chú anh chị này. Với giá em xin nhắc lại chỉ với giá là 200.000 cho một giò đen đô xuân như vậy thôi, mà đen đô xuân thì hoa cực đẹp luôn và rất là bền thơm cô chú anh chị nhé. Và tiếp theo bên này là rất nhiều những cái phần dáng hương đuôi cáo này và những cái phần phi điệp tím nhé, mà em đã chia ra theo từng hình để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Em xin được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi ạ. Bắt đầu là hình số 1 cô chú anh chị này. Hình số 1 là một phần dáng hương đuôi cáo có 3 cây rất là to, trong này có một cây mẹ, một mẹ hai con luôn cô chú anh chị này. Đó, nói chung là 3 cây cực to luôn. Cho hình này em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. Phải nói là giá cực yêu thương luôn. Đây, cây này vừa rồi có vòi hoa rất là dài nhưng mà rất là tiếc nó bị gãy mất rồi cô chú anh chị ạ. Đó, 3 cây cáo to như vậy chỉ với giá là 180.000 thôi. Đó, hình số 1. Hình số 2, 10 cây cáo luôn cô chú anh chị này. 10 cây cáo rất là đẹp luôn ạ. Ở hình này em bán với giá 180.000 thôi nhé. Tiếp theo là hình số 3, 6 cây cáo ạ. 6 cây cáo hình số 3 này em xin phép bán với giá là 180.000. Và hình số 4, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hình số 4 này một phần cáo quá đẹp luôn ạ. Hình này có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? Hình này không biết là bao nhiêu cây nhỉ? À, có 2 dề cô chú anh chị này. 2 dề, đây là một dề này. Một dề này, một mẹ với 3 con. Nhưng mà cây mẹ thì bị hỏng mất lá. Nhưng mà cái cây này thì bản lá giống của nó cực tuyệt vời luôn. Đó. Và dề thứ 2 đây ạ. Nguyên có 2 dề như vậy cô chú anh chị nhá. Có 2 dề này thì em xin phép được bán với giá là 200.000. Mỗi một dề chỉ với giá 100.000 thôi, rất đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 thì em có 3 cây cáo to đẹp như vậy. Trong đó có 2 cây mẹ con, một cây là một mẹ hai con này, một cây là một mẹ một con nhé. Đấy, vòi hoa rất là dài đẹp như vậy. Hình này em bán với giá cũng 200.000 cho hình này. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6, 4 cây cáo khổng lồ to đẹp như vậy. Hình này em bán cũng với giá là 4 cây cáo to đẹp như vậy nhá. Bản lá to dày lắm luôn ạ. Hình này em cũng xin phép được bán với giá 200.000. Hình này có 4 cây cáo to. Hình tiếp theo là hình số 7 với giá 220.000. Hình này em có 5 cây cáo xếp ạ. 5 cây cáo xếp xinh như vậy này cô chú anh chị này. Với giá em bán là 220.000 cô chú anh chị nhá. Có cây xếp rụt luôn ạ. Và tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này có 8 cây cáo. Đó, có 8 cây cáo đẹp như vậy em bán 200.000 cho hình số 8. Và hình số 9 là một cặp cáo xếp rụt đây ạ. 9 là một cặp cáo xếp rụt đây cô chú anh chị nhá, gồm có 2 cây xếp V và xếp rụt như thế này. Và cặp cáo này thì em xin phép ạ, bản lá cây này này bị dân lấy ở trên rừng thì bị tách mất một tí lá. Ạ, một cặp cáo bản lá tròn đẹp xếp rụt như vậy em xin phép được bán với giá là 240.000 cho cái cặp đôi này. 240.000 cô chú anh chị nhé. Một cặp đôi gồm có 2 cây, cái này thì bị vỡ mất cái lá ở đây. Rồi tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 đây, một phần cáo có 5 cây rất là xinh. Cây này chỗ khóm này là có 2 cây này, bên này có 3 cây rời nữa. Đó, một phần cáo đẹp như vậy với giá 180.000 cho hình số 5. Cho hình số 10 chứ. Hình số 11 ạ. Hình số 11 cũng là một phần cáo xếp này cô chú anh chị này. Một phần cáo xếp gồm có 6 cây cáo xếp như vậy. Với giá 250.000 cho hình 11. Và hình số 12, 11 cây cáo. 11 cây cáo ở lô này với giá là 200.000. Và hình số 13, 180.000 cho hình này có 5 cây cáo. 5 cây cáo to nhé, 180.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 14. 8 cây cáo rất là đẹp ở hình 14 này.
Em bán với giá là 180.000 và hình số 15. Cũng 14 cây cáo ạ. Có những cây xếp bê rất là xinh luôn đấy ạ. 14 cây cáo to nhỏ của chú anh chị nhé. Hình này thì em xin phép được bán với giá là 190.000. Hình số 16 với số cây là 17 cây. 17 cây ở hình này với giá em bán là 180.000 và hình số 17, 9 cây ạ. 9 cây cáo ở hình số 17 này với giá em bán 200.000 của chú anh chị nhé. Và hình số 18. Hình số 18 cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Có cả có hai cây là cây mẹ con luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp, rất là xinh. Đây này, có hai cặp đôi là cây mẹ con luôn nhá. Cái hình số 18 này có tất cả là 9 cây, rất là đẹp luôn. Cái lô này em bán 200.000 cho hình 18. Và hình số 19 ạ. Lô cáo hình 19 này có 8 cây với giá 180.000. Lô 20, lô cáo 20 đây cô chú anh chị. Lô cáo 20 này em bán với giá là 180.000, nó có 10 cây cô chú anh chị nhá. 10 cây cáo to đẹp ở hình này với giá 180.000. Tiếp theo là hình số 21, cũng là một phần cáo xếp. Có cây bản lá to đùng luôn cô chú anh chị này. Cây này này, bản lá to đùng lá mít luôn, nhưng mà rất là tiếc cái lá bên này nó bị vỡ mất ạ. Nhưng mà rất là đẹp luôn cái cây này này. Nó cây mẹ con luôn đấy. Cái hình này là một phần cáo xếp cô chú anh chị nhá. Nó gồm có tất cả là 5 cây cáo xếp ạ. 5 cây cáo xếp ở hình này như vậy. Hình này em xin phép bán giá là 180.000 cho hình 21. Hình 22. Hình 22 này em bán 200.000, có tất cả là 15 cây. Đó. 15 cây mướt như vậy 200.000. Hình số 23 có 8 cây ạ. 8 cây hình này với giá là 180.000. Và tiếp theo hình số 24 có 19 cây. 19 cây ở hình 24 này với giá 180.000. Và hình số 25. Hình số 25 này cũng có 19 cây cô chú anh chị nhé. 19 cây mướt như vậy với giá 190.000. À 15 cây chứ. 15 cây với giá 190.000 hình này, mướt như vậy ạ. Tiếp theo là hình số 20. Số cây là 20 cây luôn nhé cô chú anh chị nhé. 20 cây lớn nhỏ. Hình này với giá 180.000 ạ. Hình số 21 có 20 cây. Hình này cũng có 20 cây rất là đẹp với giá là 180.000. Hình số 20... À hình này là hình 27 rồi chứ. Hình 27 này, hình 27 này là có 10 có 20 cây với giá 180.000. Và hình số 26 20 cây. 20 cây này với giá là 180. Và hình số 25 này có 15 cây 190 của chú anh chị nhá. Và hình đây là hình 24. 24 là 180.000, có 19 cây. Rồi. Sang bên này là hình số 28 này của chú anh chị này. Hình số 28 có 9 cây to như vậy nhá, với giá là 190.000. À 200.000 ạ. 200.000 cho hình số 28 có 9 cây to. Rồi tiếp theo là hình số 29, một ngọn cáo xếp bê ạ. Cây này thì đang vươn cái vòi nụ này, không biết là có phân nhánh ấy. Nụ bị gãy mất rồi, nụ thì rất là to luôn. Bản lá xếp bê và rất là khỏe, bản lá dày cộp luôn cô chú anh chị ạ. Đó, ngọn cáo xếp rất là xinh này. Với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. 180.000 cho hình này. Rồi tiếp theo là hình số 30. Đó, một ngọn cáo cũng rất là khỏe khoắn, đẹp như thế này đấy ạ. Nhiều cặp lá và lá dày cô chú anh chị nhá. Rất là khỏe cây luôn. Hình này với giá 150.000 cho ngọn cáo này. Đó, 150.000 ạ. Tiếp theo là hình số 31 có hai giò cáo nguyên bản. Cây này là một mẹ hai con luôn cô chú anh chị này. Mẹ hai con, vừa rồi có vòi hoa bị gãy mất ạ. Cây này là một mẹ một con nhá. Hơi dập một xíu ở đây. Hình này em bán 180.000 cho combo gồm hai khúc nguyên bản cáo này. Rồi tiếp theo là hình số 32. Là một giò cáo nguyên bản, cây cực to, khổng lồ luôn. Cây này có bao nhiêu cặp lá em đếm nhá cô chú anh chị. 2 này, 3 4 5 6 7 8 cặp lá cô chú anh chị này. 8 cặp lá, bên này phải hơn 9 cặp lá. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một bên 8 một bên 10 cặp lá luôn cô chú anh chị ạ. Vừa rồi có hai cái vòi hoa rất là dài luôn. Ôi để cô chú anh chị này, hai cái vòi hoa rất là dài đẹp như vậy. Và một cây to mẹ và ba cây con cô chú anh chị nhá. Cây mẹ và ba cây con to đẹp như thế này, bản lá rất là to, dày lắm luôn cô chú anh chị ạ. Dạ. Hai cái nụ này thì không biết là đóng gói đến cô chú anh chị còn chơi hoa được không. Dạ, rất là đẹp như thế này. Thì cái giò cáo này em bán với giá là 350.000 cho ngọn cáo nguyên bản. Giò cáo nguyên bản mẹ con này cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo sang bên này sẽ là những cái phần phi điệp tím hàng gieo hạt ạ.
gieo hạt thì chắc chắn là người ta phải chọn những cái cây mà có mặt hoa bố mẹ rất là đẹp để mà người ta gieo rồi. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm một cái giò phi điệp tím hàng gieo hạt mà ở những cái lô trước đây em đã trồng ạ. Nó tím lịm như thế này cô chú anh chị này, đang he hé nở thôi mà tím lịm luôn cô chú anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Còn tím hơn cả chồng nữa cơ. Mặt hoa rất là đẹp mà thơm nức mũi luôn. Cực bền hoa cô chú anh chị này. Đó, bông hoa rất là to và đẹp luôn ạ. Mà lại rất là sai hoa, dễ thuần, dễ chăm cô chú anh chị nhá. Chung phải là khó trồng đâu ạ. Đấy ạ, mặt hoa tím như vậy. Và dòng này em xin nhắc lại là nó là hàng gieo hạt nên là sẽ sổ, mặt hoa sổ số. Vừa rồi em thấy là có cả cây gần như là ám luôn cô chú anh chị ạ. Em có cái hình số 33 này, một cái dề điệp như vậy nhá. Xin phép bán với giá 180.000 thôi. Và hình số 34 cũng 180.000 ạ. Hình số 35 200.000 cho phần này xanh biếc luôn thân này. Ba mầm xanh biếc đẹp như vậy. Hình 36 với giá 200.000 ạ. 200.000 cho hình này cô chú anh chị nhá. Và hình số 37 là 160.000. 37 160.000. 38 cũng là một cái cây thân rất là nụ. Ôi. Cái cây này thì nó bị rụng ra mất rồi. Nhưng mà nó có về cái hàng này thì về chơi ki kiến thôi. Thân rất là mập khỏe như thế này này cô chú anh chị này. Hình 27. Hình 27 này một cây thân rất là nụ vậy, 160.000 cô chú anh chị nhá. 160.000 cho dề này. Hình tiếp theo hình số 39 là 190.000. 190.000 ạ. Hình số 40 cũng 190.000. 190.000. Và hình số 41 cũng xanh biếc lắm luôn cô chú anh chị này, 200.000. Và hình số 42. Hình số 42 cũng 200.000 một cái dề dài mướt như vậy đấy ạ. Đẹp như thế này có 200.000 thôi cô chú anh chị này. Tiếp theo hình số 45 với giá là 220.000 ạ. Một cái dề thân vừa nù vừa rụt nhá. Thân rất là to mập khỏe. 220.000. Hình số 44 180.000. 44 180.000 rất là đẹp luôn, hàng bản lá to dày và rất là đẹp nhá. Dề này thì đang nụ này cô chú anh chị này, về là được ngắm hoa luôn ạ. Dạ, rất là đẹp như vậy, chỉ có 180.000 thôi. Rồi sang bên này đây là những cái giò phi điệp tím cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng lan rừng cô chú anh chị nhá. Và đây là phi điệp tím hàng chuẩn, bắp chuẩn rừng của vùng Cao Bằng ạ. Bắp chuẩn rừng vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Và cái giá thì cũng rất là yêu thương để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Và phi điệp tím vùng Cao Bằng được coi là một cái vùng điền mà có mặt hoa rất là đẹp luôn ạ. Cái hình số 45 với giá chỉ 480.000 thôi cô chú anh chị nhìn cho em nhá. Một thân tơ kèm theo rất là nhiều thân già, dài đẹp như vậy đấy ạ. Kèm theo những cái thân già này về cô chú anh chị thoải mái mà ươm ki nhá. Đây ạ, những cái mắt ngủ này về cô chú anh chị cắt ươm ki là phải nói cực lợi luôn. Sang năm 1 năm 2 năm nữa là mình có sẽ có những cái giò phi điệp tím quá tuyệt vời để mình chơi. Đó, đây là hình 45, 480 thôi cô chú anh chị nhá. Hình 46 này. Hình 46 đây ạ. Cũng là một cái dề thân rất là nù dài đẹp như thế này. Hình 46 này em bán với giá là 570.000. Bản lá rất là dày dặn và đẹp như thế này nhá. Tiếp theo là hình số 47 ạ. Một dề hình 47 này với giá là 450.000 cũng kèm theo rất nhiều thân già. Đây, cái mầm gốc của nó đang bắt đầu bán rễ này. Hình này 450.000. Hình số 48 440.000 ạ. 440.000 cho hình 48 này. Hình số 49. 49 một giò lá mít luôn cô chú anh chị ạ. Rất là tròn xinh. Đấy, một cái dề này thân rất là mập khỏe nhá. Hình này em bán với giá là 400.000. Hình số 50. 380 thôi ạ. Đây ạ, có một nụ rất là xinh luôn đấy ạ. 380 cho hình này thôi cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo hình số 51 360 cho hình này. Hình số 52. Hình số 52 cô chú anh chị này. Một cái dề bản lá rất là to, đẹp và thân rất là mập khỏe luôn cô chú anh chị nhá. Hình 52 này một cái dề thân nù ạ. Hình này em bán với giá là 580.000. Và hình số 53. 53. Đấy, 53 đây cô chú chị này. Thân lá dày xanh rất là đẹp như thế này. Hình này em bán với giá là 550.000. Hình số 54. Một cái dề xinh xinh này em bán 300.000 cô chú chị nhá. 300.000 cho dề này đấy ạ. Hình tiếp theo hình số 55 với giá 350.000. Một cái dề thân rất là mập khỏe luôn đấy ạ. Thân già nhiều kèm theo như vậy nhá, 350.000. Hình số 56 là một cái dề rất là dài. Dạ, rất là dài mà mập như vậy nhá. Còn đang có vài nụ thôi cô chú anh chị này. Chủ yếu bây giờ hàng mùa này là mùa chơi vận chuyển trên rừng về thì gần như là hỏng hết nụ rồi. Nên là cô chú anh chị chỉ chơi cái hàng này. Dạ, thân vừa nù rất là nù luôn ạ. Đẹp như vậy nhá. Cái dề này em bán với giá là 650.000. Đó, 650.000 cho cái dề điệp này.
Và tiếp theo là hình số 57 với giá 450.000 ạ. Một cái dề thân cũng rất là to mộc và khỏe như vậy đây. Đấy. 57 450.000 và 58. 58 này. Với giá 620.000 cho dề này. 620.000 cô chú anh chị nhá. Đó. 620.000 cho hình 58. Rồi. Tiếp theo là hình 59. Hình 59 này có tất cả là 12 cây cẩm báo cô chú anh chị nhá. 12 cây cẩm báo mướt đẹp như vậy ạ. Có cây đang có nụ này cô chú anh chị này. Cây còn đang nụ nhá. Hình này em bán với giá là 180.000 cho hình 59 18 cây cẩm báo ạ. Và hình số 60, những cây cẩm báo lá xếp rất là đẹp, dòng cẩm báo thì hoa thơm thân lá luôn cô chú anh chị ạ. Không chỉ thơm hoa mà thơm từ thân lá luôn. Hình này này, hình này em có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? 2 4 6 8 cây gì đó. Em bán hình này với giá là 140.000 cho hình số 60 là có 8 cây cẩm báo đẹp nhá. Tiếp theo là hình số 61 ạ. Hình số 61 này đây em có những cây cẩm báo rực cực to luôn. Đây ạ, một cây này. Cây này bị gãy mọn mọc lên cây con này. Hai này cô chú anh chị này. Rất là to luôn ạ. Ba đây ạ, cây này cây mẹ con luôn cô chú anh chị này, về lên giò quá đẹp luôn. Cái lá này ở trên rừng về bị thương một xíu đây. Và 4 cây cô chú anh chị nhá, 4 cây cẩm báo to như vậy, 180.000 cho lô cẩm báo này, quá đẹp. Tiếp theo là hình số 62. Hình số 62 này em có hai giò cẩm báo này. Giò số 1 này đang nụ luôn cô chú anh chị này, ba ngọn cáo mẹ con như vậy. Và thêm một giò cẩm báo này nữa. Cái hình này em bán với giá 160.000 cho 3 khúc, hai khúc nguyên bản cẩm báo này. Rồi hình tiếp theo hình 63, một giò gà. Một giò gà ở hình 63 này với giá là 190.000 cô chú anh chị nhé. 190.000 quá đẹp luôn. Cái dề này cho đến Tết mà có hoa, đến mùa hoa là quá rực rỡ luôn ạ. Xanh mướt luôn như vậy. 190.000 cho dề gà này. Dề gà này mà đến Tết không, đến mùa hoa không rơi dưới 300.000 đâu cô chú anh chị ạ. Và cái phần rễ của nó thì em thấy là nó cũng hơi lỏng cô chú anh chị nhé. Gốc rễ có phần hơi lỏng ạ. Tiếp theo hình 64, một giò gà này. Thân rất là khỏe, mập, đẹp như vậy với giá là 150.000. Rồi tiếp theo là hình 65. Em có hình 65 đây ạ. Một giò cáo nguyên bản, bản lá dày cộp luôn, cực đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Giò này có một cây này. Lá rất là đẹp, dày, dặn, xếp đết rất là đẹp luôn ạ. Bên dưới này có một cây nữa. 1, 2, 3, 4 cây. 4 cây cáo mà hiện tại đang hai cái vòi hoa rất là đẹp luôn. 3 vòi hoa rất là đẹp luôn. Hình này em xin phép được bán với giá 400.000 cho giò cáo này. 400.000 cho cái giò cáo này cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn, bản lá cực to và lá xếp rất là đẹp. Đó, 400.000 ạ. Rồi. Đây cô chú anh chị nhìn này, xếp rụt rất là đẹp. Và cái hàng này thì chỉ chắc chỉ gửi được xe thôi cô chú anh chị nhé. Chắc em chỉ gửi được xe thôi ạ. Còn nếu mà gửi gửi theo đường bưu điện thì cái gỗ khá là nặng. Và chắc là không gửi theo đường bưu điện được mà chỉ gửi xe. 400.000 cho giò 65 này. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em đang có ạ. Ở đây. Ở ngoài ra thì em còn có thêm một phần kiều mỡ gà này em bán thanh lý nhá. Phần dề kiều mỡ gà này thân rất là to mập luôn. Phải tầm hơn cân đấy. Cái chỗ này em bán 150.000 cho dề mỡ gà này. Thân to khổng lồ luôn. Và một cái dề kiều tím này cũng rất là to đấy ạ. Dề kiều tím này rất là to luôn. Dề kiều này em bán với giá dề kiều này là 500.000 cho dề kiều này cô chú anh chị nhá, 500.000 ạ. Rồi ạ, ngoài ra thì đây là những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em có này. Ngoài ra thì em còn có thêm những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan cô chú anh chị nhá. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan em có B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ, B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. Và Super Thai, cái hàng chiết ạ, hàng chiết nhá. Chế phẩm một cái chế phẩm rất là lành đối với lại môi trường và kích thích cây tăng trưởng cực tuyệt vời luôn. Với giá 85.000 cho một lọ Super Thai này với thể tích là 50ml. Và keo liền da sẹo đen với giá 50.000. Keo liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Hùng Nguyễn với giá là 50.000 cho một cặp và 25.000 cho một lọ nhé. Duy Xanh với giá là Duy Xanh này ạ. Giá 60.000 cho một ống và Duy Đỏ với giá 70.000 cho một ống ạ. Atonic với giá là 10.000 cho một gói thôi, rất nhiều tác dụng luôn cô chú anh chị ạ. Và cái thuốc diệt rệp và các loại gây sâu gây bệnh cho cây trồng với giá là 40.000 25.000 cho một lọ. Bảng sen với giá 20.000 cho một gói nhá. Kim Kim Boom
Kim Kim Boom với giá là 30.000 cho một gói như vậy. Cây loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa đồng giá 30.000 cho một lọ. Và cây loại phân bón NPK dạng phun dành cho cây con, cây trưởng thành, kích ra hoa cũng đồng giá 30.000 cho một lọ. Và siêu ra rễ N3M với giá cũng 30.000 cho một lọ nhé. Ngoài ra thì em đây, em còn có thêm cái dây buộc lan ạ. Dây buộc lan có dao cắt rất là tiện lợi, 100m, dài 100m. Cái hàng này thì em bán với giá là, cái này cô chú ý chị sau khi cắt xong chỉ cần vặn thôi, vặn thôi là đã giữ lại được rồi, chắc rất là chắc chắn luôn rồi. Cái hàng này thì một cuộn 100m như vậy em bán với giá là 35.000 cho một cuộn nhá. Còn bên này là cái cuộn nó rất là to. Cái hàng này thì buộc chắc chắn luôn, rất là dễ buộc. Cái hàng này thì chỉ cần khi mà mình muốn buộc ạ, mình chỉ cần đây quấn lại và buộc vặn nó lại là giữ chắc chắn luôn rồi. Này rất là dày, rất là nhiều luôn. Một cuộn như vậy em bán với giá là 70.000 cô chú anh chị nhá. 70.000 cho một cuộn như vậy đây. Và ngoài ra thì em còn có vỏ thông với giá 20.000 cho 1 kg, phân dê 20.000 cho 1 kg, rêu 50.000 cho 1 kg, giớn vụn 30.000 cho 1 kg. Bảng giớn với giá là 35.000 cho một bảng, kích cỡ là 20 kích cỡ là 20-60, giớn đĩa, chậu nhựa, móc treo. Và đặc biệt em có thêm sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng của chú anh chị này. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng ạ, không có lẫn chất bảo quản, không có lẫn tạp chất. Một lọ với thể tích 10ml đồng giá 40.000 cho một lọ. Có dạng ly treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Dạng treo mình có thể treo trong phòng khách, phòng ngủ hoặc treo trên xe, có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch không khí. Ngoài ra tạo cái mùi hương rất là tuyệt vời cho không gian ạ. Cái dạng nhỏ giọt mình có thể sử dụng để xông tinh dầu hoặc là sử dụng để mà xoa bóp cũng rất là tiện dụng nhé. Dạng lăn này thì sử dụng để lăn xoa bóp rất là tiện dụng luôn. Cái dầu hồi này thì ngoài nó có những tác dụng dược liệu tuyệt vời thì nó có mùi hương rất là đặc biệt, tạo cái cảm giác rất là an thần tuyệt vời. Tinh dầu hồi thì cô chú anh chị có thể lên thêm Google để search biết thêm những tác dụng của nó ạ. Và ngoài ra thì em còn có thêm mấy cái hình hài hương đây cô chú anh chị này. Hình số bao nhiêu đây nhỉ? 66, một cái phần hài hương nhá, hoa cực đẹp luôn, hài hương một trong những dòng hài đáng sưu tầm nhất ạ. 66 này 150.000 cho hình hài hương này. Hình 67 có 120.000 thôi cô chú anh chị nhá. Hài hương bông hoa rất là to đẹp và cực kỳ là thơm bền. Hình tiếp theo hình 68 có 100.000 cho phần hài hương này. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng lan hôm nay bên em có ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở lan rừng nhà em. Xin phép dừng clip ở đây ạ.